Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Có Chúa Hai Mắt, cũng là cái người trước đây ở Tân Kha. Câu chuyện của Chúa Hai Mắt thì tôi là người biết rõ. Nhưng mà tạ ơn Chúa đó là bây giờ chú đã thuộc về Ngài, thuộc về Chúa Giêsu. Và cách đây mấy ngày thì chú có vào trong lúc tôi trên đường lên trung tâm. Và tối hôm ấy chú cũng vào một lần nữa gặp tôi. Hai anh em rất là cảm động. Bởi vì chúng tôi có những cái câu chuyện mang tính chất lịch sử. Và tôi cũng rất là bất ngờ được nghe chú nói là chú đã tin nhận Chúa. Chú đã chịu phép báp têm bằng nước và đi nhóm lại. Và trước đây thì chú đi nhóm với một hội thánh ở dưới tàu ô. Nhưng mà sự di chuyển hơi khó khăn. Và chú xin vào đây để nhóm lại với hội thánh của Chúa tại đây. Chúng ta chào đón Chúa một tràng pháo tay ạ. Và sáng nay thì cũng có phụ huynh của nhà ca là cô Hòa cũng có mặt ở đây với chúng ta tuần rồi, cô đi Cà Mau. Hôm nay cô cũng có mặt lên, chúng ta chào đón cô ạ. Và chúng ta chào đón lẫn nhau một tràng pháo tay rất lớn. Chúng ta chào đón những người trên mạng Internet sáng hôm nay. Amen. Và chúng ta đang ở trong cái loạt bài mà Chúa Thánh Linh rất là thúc đẩy tôi trong việc chỉ quyết định để chia sẻ những cái điều gì trong những buổi nhóm lại mà tôi có mặt ở đây. Và chúng ta đừng quên đó là câu tuyên bố của chúng ta, đó là tôi tin Đức Thánh Linh. Amen. Tôi tin Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh là ngôi ba của Đức Chúa Trời. Có nhiều người nghĩ rằng Đức Chúa Trời là ngôi một, Chúa Giêsu là ngôi hai và Đức Thánh Linh là ngôi ba, cho nên Đức Thánh Linh không có quan trọng. Nhưng kính thưa hội thánh, chúng ta nói 1, 2, 3 để phân biệt chứ không phải là thấp kém. Amen. Amen. Ngôi ba không hề thấp kém so với Đức Chúa Trời. Không bao giờ có sự thấp kém ở chỗ này. Lúc nào cũng có một điều rất là quan trọng. Đức Thánh Linh rất là quan trọng. Đức Thánh Linh rất là tôn trọng. Đức Thánh Linh rất là quyền năng. Amen. Và Ngài không thể thiếu trong đời sống của chúng ta. Một bài hát mà chúng ta thường hát đó là tôi không thể, con không thể sống nếu thiếu Ngài. Amen. Vừa rồi thì tôi chia sẻ với anh em Chủ nhật tuần trước đã làm thế nào được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Amen không ạ? Và sáng nay với câu gốc mà anh em trả đó, nó cùng một điều gì đó để Đức Thánh Linh xác nhận rằng cái điều ta bảo con chia sẻ là đúng. Sáng nay tôi chia sẻ với anh em cũng ở cái câu đó, nhưng nó ở trong một cái mạch văn khác. Chúng ta cùng nhau đến với Luca đoạn 4, phải không? Từ câu 1 cho đến câu thứ 13. Xin trân trọng kính mời thánh đồng đứng lên. Phúc âm Luca đoạn 3, từ câu 1 đến câu thứ 13. Xin lỗi, đoạn 4, xin lỗi. Dạ xin lỗi hội thánh. Từ câu 1 đến câu 13. Tôi xin đọc và hội thánh theo dõi lời của Chúa. Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đanh về thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy Ngài không ăn chi hết. Kỳ đã mãn thì Ngài đói. Ma quỷ bèn nói với Ngài rằng nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp, có chép rằng loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Ma quỷ đem Ngài lên cho xem mọi nước thế gian trong giây phút và nói rằng ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó vì đã giao cho ta hết. Ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. Đức Chúa Giêsu đáp, có chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ cũng đem Ngài đến đền thánh Jerusalem để Ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng nếu ngươi là con Đức Chúa Trời hãy gieo mình xuống đi, vì có chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi vấp chân nhầm đá nào chăng. Đức Chúa đáp, có phán rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi bàn tạm liền Ngài. Có một câu kinh thánh mà chúng ta cũng đọc chung để chúng ta nhớ cái điều mà bọn chúng ta đọc trong đoạn
3, Luca đoạn 3 câu 22. Luca đoạn 3 câu 22, chúng ta cùng nhau đọc chung nhé. Chúng ta khởi sự. Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, lại có tiếng từ trời trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Xin trân trọng kính mời Hội Thánh đồng an toàn. Và chúng ta cũng chào một học viên rất là cũ, nhiều năm về trước, đó là Châu Tuấn. Sáng nay cũng đến đây kịp giờ nhóm với chúng ta. Chúng ta chào mừng anh em chúng ta một tràng pháo tay ạ. Và chúng ta cũng chào mừng thầy Vũ nữa. Thầy Vũ thì đang tập thân với Chúa, quản nhiệm Hội Thánh của Chúa tại Đà Lạt. Hội Thánh dân ta sân ở đó. Chúng ta chào mừng thầy Vũ ạ. Amen. Và với cái loạt bài mà Chúa bảo tôi phải chia sẻ cho anh em, thì chủ đề sứ điệp hôm nay đó là Đức Thánh Linh và sự cám dỗ. Tôi xin lặp lại chủ đề, đó là Đức Thánh Linh và sự cám dỗ. Anh em thấy câu 22 của đoạn 3, thì Kinh Thánh loạt bài vừa rồi tôi chia sẻ cho anh Chủ Nhật vừa rồi, thì Kinh Thánh có ghi lại rất là chi tiết. Đó là Chúa Giêsu ra khỏi nước thì thấy các tầng trời mở ra, và Ngài thấy chim bồ câu, phải không ạ? Đậu trên Ngài. Và rồi có một tiếng phán từ trời rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Amen. Amen. Bao nhiêu người ở đây thừa nhận mình là con của Đức Chúa Trời nào? Anh em, tôi tin chúng ta đều xác nhận, và chúng ta cũng có niềm tin nơi tâm linh của chính mình, đó là tôi cùng Hội Thánh của Chúa là con của Đức Chúa Trời. Nhưng hãy nhớ giùm tôi, không phải chúng ta nói chúng ta là con của Đức Chúa Trời thì chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời đâu. Anh em thấy rằng câu 22 nói gì? Ngươi là con yêu dấu của ta. Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời về một nghĩa thần học. Amen. Amen. Để rồi Ngài sinh ra đời qua nữ đồng trinh Mary. Để rồi Ngài bước vào trần gian này là một con người thật sự. Ngài có máu. Amen. Tôi có nghe chị amen. Ma thì không có máu, thần thì không có máu. Amen. Mà Chúa Giêsu thì là có máu. Có phải không? Thần thì không có đi. Lúc nào tôi thấy người ta những kể những cái câu chuyện cổ tích đó, thì chúng ta thấy rằng là thần không đi được. Nhưng mà Chúa Giêsu là bước đi bằng chân của Ngài đạp trên mặt đất. Amen. Hallelujah. Amen. Ma quỷ nó nói qua con người mà nó nhập vào. Còn Chúa Giêsu thì Ngài nói bằng cái miệng của Ngài cho tôi nghe chị. Amen. Ngài nói hỡi những cái mệt mỏi và cảnh nặng, Ngài đi cùng ta mà uống. Chính Ngài, chính giọng nói của Ngài. Marie Magdalene là người rất yêu Chúa, bởi vì bà biết ơn Ngài vì Chúa đã giải cứu bà ra khỏi bảy quỷ dữ. Trên cái ngày mà đầu tuần lễ thứ nhất, trong tuần lễ Chủ Nhật đó, thì bà đến phần mộ Chúa Giêsu. Bà đang lay hoay vì không biết ai đã lấy xác Chúa, vì Chúa Giêsu đã sống lại mà bà không hề ai biết. Amen. Và khi Chúa xuất hiện, Chúa gọi tên của bà Mary, thì bà làm gì anh em? Bà đã cảm nhận ngay về trước đó, bà tưởng rằng cái người đàn ông đó là người làm vườn. Chúng ta nhớ câu chuyện đó không ạ? Nhưng mà khi Chúa Giêsu lấy tên của bà gọi bằng môi miệng của Ngài, bằng giọng nói của Ngài, thì Mary nhận ra ngay lập tức đó là thầy. Cho nên bà vội vàng đến, bà chạm đến Chúa Giêsu. Chúa nói gì? Không được chạm đến ta vì ta chưa về cùng cha. Anh em là con cái của Đức Chúa Trời thì ta phải giống Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lời Đức Chúa Trời nói gì? Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Anh em để ý câu này. Là một cha mẹ sinh con ra trên đất này, thì tôi tin là không có cha mẹ nào mà không muốn con cái không vâng lời mình. Có phải như vậy không? À, tôi tin rằng thầy Sơn cũng muốn Gia Phước vâng lời mình.
Tôi cũng, anh ấy cũng biết rằng, anh ấy tin rằng tôi cũng muốn con cái của tôi vâng lời tôi và cô Phương. Amen. Amen. Và rồi anh em gọi tôi là thầy, anh em gọi tôi là bố. Thì cái lòng của tôi luôn luôn mong muốn anh em vâng lời chính tôi qua lời của Đức Chúa Trời. Và anh em, làm sao người cha người mẹ biết đứa con đó là đứa con vâng lời mình? Có phải là đứa con nói dẻo miệng? Có phải đứa con làm ra nhiều tiền để đứa con vâng lời bố mẹ không? No. Nhưng mà cha mẹ là những người quan sát. Đó là khi đứa con của mình đi qua những khó khăn trong cuộc đời, mà đứa con nó không phản bội ba mẹ, cho tôi nghe chị amen. Đứa con đó nó không bất thiết với cha mẹ, phải không? Có phải không? Đứa con nó đi qua những thử thách cuộc đời, nó có thể bị người yêu nó bỏ, nhưng mà nó không vì lý do đó mà nó thành một cái người nghiện rượu. Nó có thể thi rớt đại học, nó có thể bị công ty đuổi việc, nhưng mà không phải vì cái đó mà nó trở nên một con người vô tri, vô tâm. Và đối với Đức Chúa Trời cũng vậy đó, hỡi hội thánh của Chúa. Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Ngài đầy dạy Đức Thánh Linh, cho tôi nghe chị amen. Ngài được Đức Chúa Cha phán một lời sẽ cắt thương trời để tuôn đổ xuống sau khi Ngài bước ra khỏi nước. Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, amen. Anh em, đó không phải là một lời khen nhất thời, không phải. Nhưng đó là một lời khen mà chúng ta bước vào Luca đoạn 4 câu 1, chúng ta thấy ngay lập tức. Anh em, trước khi Chúa Giêsu chưa được đầy dạy Thánh Linh, Ngài chỉ là một con trai của Mary và Joseph, là người thợ mộc mà thôi. Cho tôi nghe chị amen. Ngài rất bình thường. Nhưng mà khi Ngài được bắp thêm bởi làm theo sự công chính mà chúng ta đã nghe rồi, amen, thì Kinh Thánh kỹ thuật rằng Ngài được đầy dạy Đức Thánh Linh. Anh em, có nhiều người trong những buổi nhóm chúng ta đã kinh nghiệm sự đầy dạy Thánh Linh, đó là chúng ta không còn làm chủ đời sống của mình được nữa, amen. Chúng ta muốn ngừng nói tiếng lạ cũng không nói được, cũng không ngừng lại được. Bao nhiêu người đã kinh nghiệm điều đó rồi. Chúng ta không thể ngưng được. Chúng ta cầu nguyện mà ta muốn ngậm miệng lại, chúng ta không ngậm miệng được. Chúng ta muốn thờ phượng, đôi khi chúng ta muốn dừng lại, chúng ta cũng không dừng được. Đôi khi có những buổi nhóm đầy dạy Thánh của Chúa, có những cười cười. Tôi đã hai lần được cười trong Thánh của Chúa. Khi tôi cười, tôi cảm thấy một chuyện gì xảy ra thế này. Tại sao mình cười? Tôi lấy tay bụng miệng lại và cứ cười. Một lần nhà tôi mang thai, đi cầu nguyện truyền giáo, và nhà tôi cười. Lúc đó Phúc Nguyên chưa sinh ra đời, mà cái thai nó cứ nhảy lên, tôi rất là sợ, tôi lo. Tôi nói em đừng cười nữa. Và tôi ngước mắt nhìn tôi nói gì? Anh, em đâu có muốn cười đâu, mà em không nhịn cười được. Kéo dài cả nửa tiếng 45 phút cười. Anh em đầy dạy Thánh Linh là cụm từ rất quan trọng. Nó giống như một người say rượu vậy đó. Một người bình thường thì đi rất đàng hoàng, nhưng mà khi uống rượu vào, người đó không còn điều khiển chính mình nữa, mà người đó bị rượu điều khiển. Amen. Amen. Một người đầy dạy Thánh Linh của Chúa cũng vậy đó, là một người không còn sống theo ý riêng của mình nữa. Người đó không còn sống theo tư dục của xác thịt nữa. Người đó không còn sống cháy mình lên nữa. Người đó không còn sống làm theo cái điều mình muốn nữa, nhưng mà người đó bắt đầu sống lệ thuộc Đức Thánh Linh hoàn toàn. Cho tôi nghe chị amen. Bao nhiêu người tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nữa? Chúng ta thấy Ngài được bắt thêm rồi, Ngài đã làm xong sự công chính rồi, amen. Đức Thánh Linh đậu trên Ngài như bồ câu rồi, quá tuyệt vời đúng không ạ? Anh em cứ tưởng tượng đi, bây giờ mà mắt anh em được mở ra và thấy chim bồ câu đậu trên vai của tôi, thì tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người thần tượng tôi, amen. Wow, bố sĩ tuyệt vời quá, bồ câu đậu lên vai nữa nha. Đã có râu giống Chúa Giêsu, bây giờ còn có cái dấu hiệu là bồ câu đậu nữa. Wow, tuyệt vời quá. Và tôi tin rằng có khối người bắt đầu thần tượng tôi, cực kỳ nguy hiểm. Và Chúa Giêsu không dừng lại cái chỗ đó, amen. Anh em hãy để ý khoảnh khắc này. Chúa, Đức Chúa Cha phán, ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, amen. Qua đoạn 4 câu 1, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu hoàn toàn sống lệ thuộc sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Anh em, có rất nhiều người đã thất bại sau khi họ được đầy dạy Đức Thánh Linh.
Anh em thấy không? Rất rõ. Rất rõ. Câu 1 nói gì? Đức Chúa Giêsu đầy và Đức Linh ở bờ sông Giô-đanh về. Kinh Thánh không có nói gì? Ngài về là Ngài giảng liền. Không. Không có nói là Ngài về, Ngài bày tỏ quyền năng liền. Kinh Thánh không có nói là Ngài về và Ngài trở thành một người nổi tiếng. Không. Kinh Thánh cũng chẳng nói là Ngài về và làm những công việc đầy dẫy quyền năng dấu kỳ phép lạ. Không. Ở đây có nhiều người đầy dẫy Thánh Linh và không hiểu được sự mầu nhiệm này. Và họ đã thất bại. Có nhiều người cứ té ngã, rồi té ngã mà không tìm được lý do. Có nhiều người ta ở trong hội thánh của chúng ta thấy có nhiều người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Amen. Và sau đó chúng ta tìm không được, chúng ta không tìm được câu trả lời đó là gì. Ủa, tại sao ảnh mạnh mẽ như vậy mà ảnh bỏ cuộc? Tại sao ảnh đã mạnh mẽ như vậy mà ảnh lại té ngã? Tại sao có người đó là một con người chúng ta thấy kiêng ăn 20 ngày phải không? Anh em, đừng lấy sự kiêng ăn làm thước đo thuộc linh. Nhưng hãy lấy sự vâng lời Đức Thánh Linh làm thước đo thuộc linh. Thế thì anh em có vâng lời Đức Thánh Linh không? Có những người ở tại phòng nhóm này sau khi được đặt tay, sự hiện diện của Chúa bắt đầu đổ tràn vào con người đó. Và con người đó bắt đầu đầy dẫy sự hy vọng sống. Người anh em đó bắt đầu mạnh mẽ. Có cái Chúa bắt đầu rất là tuyệt vời. Nhưng sự tuyệt vời đó chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn. Và sau đó là chuyện xấu bắt đầu xảy ra. Tại sao vậy? Bởi vì họ được đầy dẫy Thánh Linh. Nhưng sau đó họ không còn sống đầu phục Đức Thánh Linh nữa. Cho tôi nghe chữ amen. Anh em nói trong câu 1. Phần B nói gì? Thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Anh em thấy chỗ này Chúa Giêsu phản ứng không? Bản thân của anh em có câu nào nói rằng là Chúa Giêsu nói rằng là ngươi là ai? Đức Thánh Linh, ngươi là ai mà ngươi dẫn ta vào đồng vắng? Anh em thấy không? Không có. Chỗ này cho ta biết một sự mầu nhiệm. Đó là Chúa Giêsu dầu đã được đầy dẫy Thánh Linh rồi, nhưng Ngài bắt đầu một con người mới. Amen. Đó là con người hoàn toàn vâng lời, hoàn toàn đi trong sự đầu phục dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Amen. 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 Chúa Giêsu không phải nói với Đức Thánh Linh rằng Ngài đến ngày đầu trên vai của tôi như vậy là đủ rồi, tôi không cần Ngài nữa. Không, ở đây Chúa Giêsu không hề phản ảnh điều đó. Amen. Nhưng Ngài đã vâng phục Đức Thánh Linh. Vâng phục đến mức độ nào anh em? Câu số 2. Đưa đến đồng vắng làm gì ạ? Đưa đến đồng vắng để tìm nắm mối hả? Hả anh em? Anh em, Chúa Giêsu bị Đức Thánh Linh hay là được Đức Thánh Linh dẫn Ngài đến đồng vắng để làm cái gì? Đồng vắng là nơi hoang mạc, là sa mạc, là chỉ có bò sát độc hiểm, rắn đuôi chuông, toàn là những loài thực vật xương rồng, phải không ạ? Không có nước ở đó. Ban ngày thì nóng như lửa đốt, ban đêm thì lạnh buốt giá, phải không ạ? Đó là nói về thuộc thể. Nhưng thuộc linh, đó là Ngài phải vào đó để chịu sự cám dỗ của ma quỷ, phải không ạ? Amen. Đây là mẫu chốt. Có nhiều người đầy dẫy Thánh Linh và bắt đầu đi về nhà của mình hay đi về hội thánh địa phương mình đi ưỡn ngực rồi. Bắt đầu đi. À, mình bây giờ ra gì đó nha. Bây giờ mình đầy dẫy Thánh Linh đó. Bây giờ mình sẽ là nhân chứng của Chúa Giêsu này. Nhân chứng đau được một tháng hai tháng trở thành nhân chứng của Satan mất. Đau lòng lắm anh em. Rất đau lòng. Rất đau lòng. Khi tôi suy gẫm trong sự nghiệp của Ngài, tôi run rẩy anh em ạ. Vì ngay cả chính tôi không ngoại lệ. Ngay chính tôi, nếu một ngày nào đó, nếu một giây, một phút nào đó, tôi không còn để Đức Thánh Linh dẫn dắt tôi nữa, thì anh em, xong cuộc đời của tôi rồi. Tôi chỉ còn tiếng mà không có thực, phải không ạ? Amen. Tôi chỉ còn tiếng là mục sư, mà tôi không còn được sức dầu nữa. Tôi không còn được ơn của Chúa nữa. Amen. Anh em, có nhiều người được đại dạy Thánh Linh, họ tưởng rằng họ sẽ trở thành một mục sư ngay lập tức. Xin lỗi anh em, không bao giờ là như vậy. Nhưng sự cám dỗ, tiếng Hebrew hay tiếng Hy Lạp có một nghĩa, đó là sự thử thách. Cho tôi nghe chị amen. Amen. Cám dỗ hay còn một nghĩa nữa là thử thách. Chúa Giêsu
vào đồng vắng để chịu sự cám dỗ hay chịu thử thách để làm gì? Anh em có bao nhiêu người sáng nay trả lời cái câu trả câu gốc đoạn câu một đó? Đó là Đức Chúa Giêsu đầy dạy Đức Thánh ở bờ sông Giô-đanh về thì được Đức Thánh đưa vào đồng vắng. Amen. Có bao người đặt hỏi thế thì Đức Thánh tại sao không đưa Chúa Giêsu vào chức vụ liền đi? Tại sao Đức Chúa Giêsu, xin lỗi, Đức Thánh không dùng Chúa Giêsu cầu nguyện cho cải bại bước đi liền đi? Tại sao Chúa Giêsu không đuổi quỷ liền đi? Nhưng mà phải đưa Chúa Giêsu vào sự cám dỗ. Anh em, sự cám dỗ hay thử thách, chúng ta có thể nốt cái câu này. Đó là Chúa cho phép sự cám dỗ hay thử thách xảy ra với một mục đích. Anh em để ý, một mục đích thôi. Đó là thử nghiệm lòng của mỗi một chúng ta, xem thử chúng ta có chịu vâng lời Đức Thánh Linh này không. Amen. Amen. Anh em thấy cái lời Đức Chúa Cha mới khen đó, ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Amen. Đẹp lòng ta mọi đường. Bây giờ nè, mọi đường có là mọi lúc mọi nơi, cho tôi nghe chị. Amen. Follow đã từng nói gì? Anh em đã vâng mặt, à xin lỗi, vâng lời tôi dù khi tôi có mặt hay khi tôi vắng mặt. Amen. Amen. Anh em, đây là điều quan trọng lắm. Anh em, đây là điều cực kỳ quan trọng. Sự cám dỗ đến với chúng ta, hãy nhớ chúng tôi, sau khi đầy dạy Thánh Linh, để nên trở thành người được sức dầu, để nên trở thành có quyền năng, để nên được Đức Chúa Trời dùng một cách mạnh mẽ, để nên được phước hạnh, thì hãy nhớ chúng tôi, đó là 100% chúng ta đối diện với sự thử thách. Tại sao thử thách? Tại sao là có sự cám dỗ? Tại sao Đức Thánh Linh cho phép sự cám dỗ hay là dẫn Chúa Giêsu vào đồng vắng luôn? Và tôi tin rằng Đức Thánh Linh không bỏ mặc Chúa Giêsu ở đó một mình đâu. Ngài ở đó đó. Ngài ở đó để làm gì? Để quan sát Chúa Giêsu có vâng lời Đức Chúa Cha không? Amen. Là ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, mọi lúc, mọi nơi. Đẹp lòng ta không phải lúc làm bập tên. Amen. Amen. Đẹp lòng ta khi ngươi ở đối với sự cám dỗ. Anh em thấy có nhiều người tại sao họ thất bại? Bởi vì họ không biết một cái bài tập. Một bài tập tôi gọi là một bài tập không bao giờ mà không xảy ra cho con cái của Chúa, cho những người hầu việc Chúa. Đó là Chúa thử nghiệm chúng ta. Amen. Chúa thử nghiệm để gì? Để cái điều gì có trong lòng của chúng ta nó phải lòi ra. Tôi nghe chị. Amen. Cho tôi nghe chị. Amen. Anh em, hãy cẩn thận điều này. Vì cái đó mà có nhiều người, anh em biết gì không? Họ được đầy dạy Thánh Linh, một tháng sau họ lấy nữa để được đặt tay cầu nguyện. Và Đức Thánh Linh không làm gì nữa cả. Bởi vì trong một tháng đó, sau khi họ được đầy dạy Thánh Linh, họ về, họ vẫn lô đề, họ vẫn cờ bạc, họ vẫn tình dục xấu xa, họ vẫn ngoại tình, họ vẫn làm những điều... Chúa Thánh Linh biết không? Anh em có tin rằng nếu một ngày tôi phạm tội, anh em có tin là Đức Thánh Linh ở đó với tôi không vậy? Đức Thánh Linh biết không vậy? Anh em, con cái Chúa dường như nghĩ rằng Chúa chỉ ở đây. Đây chỉ là nơi để ta nhóm nhau lại. Nhưng một đền thờ bất di bất dịch, một đền thờ rất cao trọng của Đức Thánh Linh, đó chính là thân thể của tôi và anh em. Cho tôi nghe chị. Amen. Một ngày đó thầy Hưng ở một chỗ vắng không có cô Tuyền, hay là một thầy Sơn nhau của Chúa ở đâu đó không có cô Vân ở bên cạnh, không có người nào quen biết mình ở đó hết, hay là chúng ta đi vào quán cà phê, chúng ta cứ nghĩ rằng không ai thấy, nhưng Đức Thánh Linh thấy không ạ? Anh em, đây là cái điều mà con cái Chúa thất bại nhiều lắm, đó là ở chỗ này. Họ cứ nghĩ là không ai thấy. Đúng là con người không thấy, nhưng Đức Thánh Linh thấy. Vì cái đó mà anh em thấy có nhiều người tôi đặt tay mà không có điều gì xảy ra. Có những người tôi vừa đi qua, cái bóng của tôi như phi rơ vậy, vừa chạm đến họ, họ đã bật ra và họ được giải cứu anh em. Vì có nhiều người tôi đặt tay mà không thấy điều gì cả. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa biết lòng của con người đó. Amen. Không vâng lời Đức Chúa Trời, chỉ muốn lên đung đầu vào để được người khác đặt tay, giống như mình lấy gói mì tôm, tôi gọi là muốn Chúa làm theo cách mì ăn liền 5 phút. Anh em, tôi biết được một điều mà tôi trả cái giá, nó để rồi sao tôi đầy dạy Thánh Linh của Chúa, tôi phải trả giá. Amen.
Có nhiều ngày Chúa theo dõi cuộc đời của tôi, Chúa theo dõi trong phòng của tôi. Hơn một tuần qua tôi phải học về lý thuyết để chuẩn bị thi lái xe. Và đầu của tôi là cứ quanh đường đôi, đường có phân cách rồi. Tốc độ bao nhiêu rồi bản báo. Tôi nói ngày hôm qua tôi nói Chúa con đau đầu quá, con bày con dẹp nó có một bên. Bây giờ con phải tìm kiếm Chúa để ngày mai con phục vụ hội thánh của Ngài. Amen. Ngày hôm qua Trí hay là anh em nào hỏi tôi là anh Khải hỏi là bố có giảng không? Lúc đó xác thực tôi nói gì không giảng. Bởi vì mấy ngày qua toàn là giải phân cách rồi tốc độ. Rồi FC là chị 2M1. FE là M1. Chọn cái đáp án là 1. Cứ mẹo mẹo. Mà tôi định xác thực tôi nói là không giảng. Nhưng chú nói gì con giảng đi. Mà tối hôm qua tôi đánh thức tôi dậy lúc 3:05. Và tôi đã trong mồm tôi dậy, tôi quyết định Chúa bảo tôi phải dậy. Và tôi vâng lời để tôi dậy, tôi cầu nguyện cho những điều gì tôi đang nói sáng hôm nay. Anh em, Đức Thánh Linh ở khắp mọi nơi. Ngài không phải chỉ ở đây, Ngài không phải chỉ có ở trong chúng ta, mà Ngài có khắp mọi nơi. Và đặc biệt, Ngài ở trong chúng ta, cho nên chúng ta đến đâu, Ngài biết đến đó. Anh em biết rằng ngày hôm nay, để theo dõi chồng có ngoại tình, vợ có ngoại tình không á, những cô nàng, những đức ông chồng rất tin mua những cái con chip định vị cài vào xe tài xế, mà biết tài xế đi đâu liền. Vâng nhỉ. Vũ cười, đâu có vẹo gì đâu mà cười. Rồi thì Hân mua chip Tuyền coi kỹ nơi xe Honda của con á, cài vào đó, đi đâu trên điện thoại biết hết. Một người ở tại Mỹ kể tôi nghe mà, con biết vợ con ngoại tình. Bởi một ngày kia tụi con xài một cái app, đó là vợ con đi làm, đi đến đâu, dừng ở đâu là cái app nó báo. Thế một ngày kia con thấy vợ con tắt cái app nó mất. Con gọi điện thoại, điện thoại đề ngoài vùng phủ sóng ở trong mền rồi. Và thế là y như rằng, mục sư ơi, vợ con đã ngoại tình. Anh em, hãy tập trung điều này. Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh ở bờ sông Giô-đan về. Amen. Ngài không vỗ ngực và Ngài nói với mọi người rằng ta được đầy dẫy Thánh Linh này. Amen. Ngày nay rất khối nhiều người phô trương mình là ai, khoe mình là ai. Tôi sợ điều này lắm anh em. Tôi đang nói như nói cho chính tôi sợ lắm. Có nhiều người muốn chứng tỏ cho thiên hạ biết rằng mình là ai. Và Chúa Giêsu cũng như vậy. Tôi muốn trở thành giống Chúa Giêsu. Amen. Tôi muốn giống Chúa Giêsu là thầy của tôi, là cứu Chúa của cuộc đời của tôi, là tấm gương sáng chói nhất cho cuộc đời của tôi. Amen. Đến mức độ một ngày tôi đã cầu nguyện với Chúa luôn. Ngày nào mà con không còn sự diện của Ngài nữa, xin làm ơn cho con lìa đời này đi. Vì đó là bắt đầu những ngày khốn nạn nhất cho cuộc đời của con. Anh em, tôi đã dám cầu nguyện với Chúa điều đó. Anh em, còn chúng ta thì sao? Chúa Giêsu đầy dẫy Thánh Linh rồi, nhưng Ngài sau đó Ngài vẫn tiếp tục chịu đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Amen. Hallelujah. Tôi có rất nhiều học trò. Có những học trò đến ngày nay vẫn còn vâng lời tôi, dẫn dắt. Nhưng có nhiều học trò đã lên tới được phong chức mà, được gọi là mục sư rồi, thế là bắt đầu không bao giờ vâng lời tôi. Và tôi nghĩ nếu không vâng lời tôi là con người thì cũng được. Vâng lời Chúa không? Cũng không vâng lời Chúa luôn. Tôi không nói ở đâu, tôi nói trong chức vụ của tôi thôi. Và tôi để ý chức vụ của họ không có một cái gì mà khởi sắc của sự tăng trưởng, của sự tươi mới. Tôi nghe những sứ điệp của học trò tôi giảng, nó không có cái gì sống động đó, không có sự mặc khải của Đức Thánh Linh ở đó. Amen. Amen. Cho nên điều đầu tiên anh em hãy nhớ giùm tôi, được đầy dẫy Thánh Linh rồi chưa đủ. Chúa đưa chúng ta vào sự cám dỗ để thử luyện chúng ta. Chúa đưa chúng ta vào sự thử thách để thử luyện chúng ta. Và anh biết rằng tại sao Chúa thử luyện? Bởi vì giàu Thánh Linh quý không anh em? Giàu Thánh Linh quý không Tuấn? Giàu Tuấn quý không thầy Vũ nha? Anh em, chai dầu đắt nhất của những tiệm dầu mà của nước Pháp đó, chai dầu đắt nhất tôi được biết đó, nó nằm khoảng 100 triệu. Chai dầu đắt nhất.
Nhưng mà tụi em cầm 100 triệu hay 100 tỷ đồng Việt Nam, xin lỗi chúng ta đến Paris, chúng ta nói gì vào cái shopping, chúng ta ở đây có bán dầu Đức Thánh Linh không? Nhân viên sẽ nói gì? Ủa? Oil the Holy Spirit là cái gì? What? What? Hỏi dầu Đức Thánh Linh. Dầu của Đức Thánh Linh không có một giáo chủ nào của tôn giáo có thể có được. Amen. Hãy nhớ rằng tôi đặt tay nhưng Chúa sức dầu cho nên, và Chúa là đấng đang sử loại dầu thánh đó cho tôi nghe chị. Amen. Và Chúa phải thử nghiệm để gì? Để Ngài coi thử chúng ta giống Chúa Giêsu đó là tin không. Khi con của mình xin một điều quý, bao nhiêu người đây làm cha làm mẹ cho liền? Tôi tin là không ai làm cha làm mẹ cho liền cả, nhưng mà bắt đầu thử đứa con phải không ạ? Nếu nó vâng lời mình, nếu nó ngoan ngoãn thì sau đó mình sẽ cho phải không ạ? Dầu của Chúa quý lắm anh em. Không ai nó đun đầu vào sức dầu, chuyển giao sức dầu. Những cái chuyện mà tôi nói em là nó không có nền tảng của Kinh Thánh, nhưng mà các tôi tớ của Chúa Thiện muốn phô triển mình là ai mà không hề biết là mình đặt tay trên đầu một con người đó. Người đó có thật sự đã chuẩn bị tấm lòng chưa cho tôi nghe chị em? Người đó là một cái binh được súc sạch chưa, hay là vẫn dơ bẩn, vẫn thích sống thế gian mà vẫn thích có dầu của Thánh Linh Chúa? Và anh em, được sức dầu thánh, được đầy dạy Thánh Linh, hai điều này khác nhau. Được đầy dạy Thánh Linh, được có quyền phép, và được sức dầu, ba lẽ thật này khác nhau, không trộn vào với nhau. Một người đầy dạy Thánh Linh không có nghĩa là một người được sức dầu. Hãy nhớ điều này. Để có dầu, chúng ta phải sống trả giá nhiều hơn nữa, amen. Chúa thử tôi, Chúa thử anh em nhiều lắm để gì? Để Chúa có tin hay không? Tôi nói có vợ tôi ngồi đây, khi chúng tôi mới quen nhau, cô Phương khóc hoài. Anh xin lỗi anh nói điều này. Khóc là vì gì? Vì cô tôi thử cô, phải là một người yêu tôi thật sự không? Tôi và cô đi ăn sữa chua. Trong tiệm sữa chua đó, tôi tìm dựng chuyện lên. Tôi tìm một cái chuyện lên. Tôi dựng, tôi đứng lên, tôi bỏ tôi về. Tôi ghen, gọi là ghen, ghen vô cớ, tôi giả đò. Tôi ghen, tôi cảm thấy là ô bày tỏ mình không chấp nhận điều đó. Cô Phương nói em đâu có đâu, mà tôi vẫn nói là em có. Tôi đứng lên, tôi đạp xe đạp về. Cô Phương đi chiếc xe 7-8 chiếc thôi, thôi vừa đi vừa khóc. Anh này không có mà, anh không có mà. Và biết gì, tôi thử và cuối cùng tôi biết rằng cô Phương là một người yêu tôi nhất trên đời này. Anh em có biết rằng Chúa Giêsu, Đức Thánh đưa Chúa Giêsu vào đồng vắng để chịu thử nghiệm là với mục đích Đức Chúa Cha cùng Đức Thánh xem Chúa Giêsu có vâng lời Ngài hay không, amen. Có đẹp lòng Ngài mọi đàng hay không, amen. Amen. Có những anh em đứng trong giờ thờ phượng hướng dẫn rất tuyệt vời, nhưng bước xuống một cái là sống theo kiểu của mình, không bao giờ được Chúa dùng nữa. Hay là những người giảng dạy lời của Chúa, mình đứng lên mình có khẩu tài, mình có cái ơn nói, rồi mình có cái giọng nói hay, hoặc là mình có tri thức, mình có kiến thức, và mình nói, mình diễn, mình đạt. Nhưng mà xong xuống một cái là chúng ta trở mặt với Chúa. Anh em, nếu là vậy, chúng ta không phải là con yêu dấu của Chúa, và chúng ta không phải là con đẹp lòng Ngài mọi đàn. Chúng ta đi tiếp. Chúng ta được phước với những điều gì? Chúng ta nghe được sự trong sự mặc khải không? Bây giờ ta đi tiếp, ta thấy gì? Bắt đầu vào câu số 2. Tại đó Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy Ngài không ăn chi hết. Kỳ đã mãn thì Ngài đói. Anh em để ý giùm tôi. Điều thứ hai, trong cái sự cám dỗ đó chúng ta phải biết nha, có những cái mà xác thịt chúng ta nó đói. Giống như Chúa Giêsu bây giờ Ngài đang đói phải không ạ? Xác thịt Ngài đang đói đúng không ạ? Có đúng không ạ? Bao nhiêu người amen? Xác thịt của Ngài đang đói. Anh em, từng lời, từng chữ Kinh Thánh ghi rất là chi tiết. Và con quỷ cám dỗ nó biết Chúa Giêsu đói. Thế tôi hỏi anh em này, bao nhiêu người ở đây đi với Chúa mà đói về tiền bạc? Anh em, cẩn thận nha. Đói về tình dục. Anh em, đói mà. Nó biết, nó đem đến liền, đúng không ạ? Đói về cá độ bóng đá, nó biết hết. Đói khác về sự kiêu ngạo. Đói thèm khác, thèm
muốn một điều gì đó. Thèm bia, thèm rượu, thèm thuốc lá, thèm những điều của xác thịt. Anh em biết gì không? Nó đem đến ngay lập tức phải không ạ? À? Và người đời có một câu gì? Buồn ngủ gặp chiếu manh. Ủa? Sao mình mới có ý tưởng chưa nói với ai đó? Là ước gì giờ này có? Có đi hai bước có thấy tàn thuốc, hay là thấy một bao thuốc người nào đó rớt xuống luôn, hay là thấy tiền bạc người nào đó rớt xuống, hay thấy điện thoại người nào đó rớt xuống. Anh em đi với Chúa phải biết rằng tôi luôn luôn cầu nguyện xin cho con đói khát Chúa, đừng để con đói khát điều thuộc về trần tục này. Tôi đã dám xin với Chúa điều đó anh em. Tôi dám xin với Chúa điều này. Đó xin cho con đói khát Chúa. Để Đức Thánh biết tôi đói khát thì Ngài đến với tôi. Amen. Tôi đói khát Ngài đến với tôi. Amen. Mà nếu tôi đói thì nó sẽ đem và bắt đầu tay đi vào sự cám dỗ thứ nhất. À, chúng ta thấy bắt đầu Chúa Giêsu là một con người thật sự. Ngài có da, Ngài có thịt. Ngài là một con người, Ngài là người Do Thái. Ngài có chiều cao, Ngài có mái tóc. Ngài có giọng nói, Ngài có đôi mắt, Ngài có lỗ tai, Ngài có đôi bàn tay, Ngài có đôi bàn chân. Ngài biết buồn ngủ, Ngài biết đau đầu, Ngài biết đói. Amen. Nhưng bây giờ tôi thấy sự cám dỗ bắt đầu đến. Nó nói gì anh em cô ba? Ma quỷ bèn nói với Ngài rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đến đá này trở nên bánh đi. Anh em, một điều mà chúng ta thấy nó cám dỗ rất là chỗ này, ta cần phải được tương linh của Chúa mở mắt chúng ta ngay giờ này. Nó đặt câu hỏi với Chúa Giêsu, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời phải không ạ? Phải không ạ? Theo em, Chúa Giêsu phải là con Đức Chúa Trời không? Ngài là con Đức Chúa Trời. Nó đặt ngay, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Anh em thấy Chúa nói với tôi rằng, ta biết con là con của ta. Chúa nói với Hội Thánh rằng, Chúa biết các anh em là con cái của Ngài. Nhưng có thể những ngày qua chúng ta vâng lời ma quỷ mất rồi. Anh em hiểu điều này không vậy? Anh em hiểu điều này không vậy? Chúng ta đã vâng lời ma quỷ mất rồi. Là con cái Đức Chúa Trời thì phải vâng theo lời Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Cho tôi nghe chữ Amen. Nhưng mà chúng ta thấy bao nhiêu người thừa nhận rằng đúng mình là con Đức Chúa Trời. Nhưng mà mình thành thật mà nói, có bao giờ chúng ta đã vâng lời ma quỷ chưa? Bao nhiêu người nè? Có mình thôi à? Anh em, đôi khi chúng ta nghĩ không sao đâu. Không sao hết á. Không sao. Mình vẫn đi nhóm mà. Mình vẫn dự tiệc thánh mà. Mình vẫn hát thánh ca mà. Ai cũng thấy mình và biết mình là người tin lành mà. Nhưng mà anh em tin lành, nhưng mà tanh rình lúc nào không ai. Chúa gọi chúng ta này, các ngươi là muối của đất phải không ạ? Nếu muối bắt mặn đi thì không thể dùng vào việc chi được. Muối đó chỉ quăng ra ngoài và người ta dẫm đạp lên phải không ạ? Bởi vì mất giá trị rồi. Có đúng không? Có nhiều người đi nhà thờ nhưng mà trước mặt Chúa họ đã mất mặn rồi. Họ không được Chúa dùng để muối mặn đời này. Amen. Amen. À, Chúa Mách có nhắc cho tôi đó gì? Khi Chúa cùng làm việc đó. À, thì lúc đó cũng có nhiều người chính quyền nói tôi. Đó là từ ngày mà tiến lành vào buôn làng của người sắc tộc. Không ai có thể thay đổi được người sắc tộc. Họ còn nhỏ, họ đã biết hút thuốc rê, cái thuốc rê to bằng ngón tay cái này. Họ đã biết uống rượu từ nhỏ rồi. Nhưng mà khi tiến lành của Chúa Giêsu thật sự bước vào buôn làng, thì tiến lành của Chúa Giêsu đã thay đổi những người uống rượu và hút thuốc rê, phải không ạ? Anh em, không ai có thể thay đổi bằng chất con người đâu ngoài Chúa Giêsu. Amen. Ngoài Chúa Giêsu. Hoa có gì? Anh em, chúng ta tập trung vào đây. Theo anh em, Chúa có thể khiến đá trở nên bánh không? Chúa khiến đá trở nên bánh đó. Nhưng mà nếu Chúa làm, là Chúa vâng lời đó và Chúa đánh đổi cái địa vị làm con của Chúa Trời, đúng không ạ? Thưa các anh chị, amen. Trước khi Chúa chưa bị cám dỗ, Ngài là con của Chúa Trời. Nhưng nếu Ngài vâng lời đó, Ngài làm đá trở nên bánh,
thì Ngài bắt đầu trở thành con của nó, chứ không phải là con của Đức Chúa Trời nữa. Anh em hãy nhớ dùng tôi điều này. Cho nên tại sao có bài hát mà một số tại Indonesia ông đã viết, đó là sẽ không bao giờ để mất Ngài. Amen. Đừng đánh đổi địa vị làm con của Đức Chúa Trời anh em. Amen. Tôi dù là có chức vụ mục sư, nhưng địa vị của tôi là con của Đức Chúa Trời, cũng giống như anh em mà thôi. Amen. Tôi không đánh đổi. Amen. Anh em đừng giống như Ê-sau có quyền trưởng nam, đúng không ạ? Và ông đã đổi quyền trưởng nam bằng cái gì? Bằng một tô canh thôi. Bằng một tô canh phản đầu thôi, phải không ạ? Phải không ạ? Anh em ạ, đã có rất nhiều người đã đổi cái địa vị làm con của mình bằng một miếng thức ăn. Và đứt con tay hoang đàn, nó đã đánh đổi địa vị làm con, phải không? Nó trở thành con nghiện mất rồi, phải không? Có phải không? Có những anh em trước đây ở đây là con của Chúa Trời, mặt mày sáng láng, phục vụ rất đáng yêu. Và đến ngày nay, họ đã đánh đổi địa vị làm con. Và bắt đầu họ không còn. Kinh Thánh Chúa nói rằng ai phạm tội thì Chúa xóa tên người đó ra khỏi sách sự sống, phải không ạ? Anh em, việc đó mà không phải nó đi nhà thờ là được cứu là vậy đó. Trên trời có sách sự sống, ở dưới đất thì có sổ hộ khẩu, phải không ạ? Trên trời thì có sách sự sống. Nếu tôi phạm tội mà tôi không ăn năn, tôi không quay đầu hoàn toàn lại với Chúa, thì tên của tôi là Ngô Tấn Sĩ sẽ bị Chúa delete ra khỏi sách sự sống, và ngày đến tôi không được cất lên. Hallelujah. Anh em, đứa con trai hoang đàn đã đánh đổi và vào chuồng heo. Nó muốn lấy vỏ đậu mà ăn mà chủ không cho, phải không ạ? Bắt đầu nó ngồi nó suy nghĩ này. Tại sao mình đánh đổi? Ủa, tại sao trong nhà cha ta đứa làm mướn có bánh ăn dư dật? Ta là con, em ơi. Ông nói là ta là con. Tại sao tôi ngồi đây mà phải chết đói? Cái điều ông ngồi đang ngồi ở đâu? Điều quan trọng đang ngồi ở đâu? Ông ngồi chỗ chuồng heo, chứ ông không phải ngồi trong nhà của ông, em ơi. Anh em hiểu không? Có nhiều con cái Chúa ngày nay đánh đổi địa vị của mình. Họ chọn ngồi tại bàn nhỏ. Yo 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 yo, alo, ale ale, ra 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 mà ra. Rồi bắt đầu phì phào thuốc lá, nhậu vào miệng nói, bắt đầu rượu vào lời ra, toàn là những lời văn tục, toàn là những lời tục tiểu, toàn là những lời giễu cợt, toàn là những cái lời thật là kinh khiếp. Đánh đổi địa vị của mình mất. Anh em ơi, tối nay xin hội thánh của Chúa, sự cám dỗ đầu tiên mà Chúa Giêsu không để Satan lãnh đạo Ngài. Amen. Ngài vẫn đi trong sự đầy dạy đức thân cho tôi nghe chứ. Amen. Và Ngài trả lời gì? Có chép rằng người ta sống, amen, không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời, phải không ạ? Anh biết Chúa nói gì không? Có hai sự sống trên đời này. Một là sự sống con người xác thịt. Con người xác thịt là chỉ gì? Lo cơm áo gạo tiền, phải không ạ? Và hưởng thụ, amen, amen, hơn thua về bao nhiêu tiền, bao nhiêu đất. Đó là sự sống của một con người thiên nhiên. Nhưng còn một sự sống nữa mà Chúa nói ở đây. Mà sự sống là Chúa nói với Satan. Đó là sự sống thuộc linh, amen, amen. Mà sự sống thuộc linh thì tôi không nào giảng cho tân khai được. Sự sống thuộc linh chỉ được giảng trong hội thánh của Chúa, amen. Vì toàn là những người biết Chúa nhóm nhau lại ở đây. Chúng ta gọi là chúng ta là người thuộc linh, amen. Và Chúa nói gì? Người ta sống chẳng chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Anh em ơi, thế thì những ngày qua chúng ta sống nhờ cái gì? Nếu ta sống chỉ có mở mắt ra và chờ mẹ Tú đi chợ về. Bây giờ mẹ Tú bận thì mẹ đến mẹ Hoang. Rồi đôi khi anh Hoang đi chậm cái gì anh cũng chậm hơn thầy Tú mà. Mẹ Tú thì bắt đầu là bảo cái gì? Mẹ Hoang cái gì có chậm? Có nhanh nhàng gì cả? Chứ còn mẹ Tú đi là giờ này mình có bánh mì mình ăn rồi. Giờ này mình có củ cốc rồi, giờ này mình có cái này, mình có cái kia rồi. Anh em hãy nhớ chúng tôi. Từ ngày tôi gặp gỡ Chúa, anh em cứ hỏi nhà tôi thì biết. Tôi hoàn toàn ăn cái gì cũng được. Không có đòi hỏi. Cho tôi gì?
tôi ăn cái này, tôi lên đây thú thật anh em, cảm ơn Chúa cho dùng anh em đi chợ, cho dùng anh em nấu ăn một ngày cho trung tâm ăn được hai món, buổi trưa một món, buổi chiều một món khác ha. Còn nhà tôi buổi sáng một món, buổi trưa một món, buổi chiều một món, là ba buổi một món. Nhưng mà tôi bây giờ lọc vào đó, tôi vẫn ăn không sao cả, vì đối với tôi lời của Đức Chúa Trời mới là quan trọng nhất. Amen. Tôi nuôi đời sống của tôi bằng lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta đến lời sự cám dỗ thứ hai. Ma quỷ, anh em để nhớ nè, ma quỷ nó không bao giờ bỏ anh em đi dù anh em thắng trận thứ nhất. Amen. Amen. Nó đến lần thứ nhì. Câu số 5 nói gì? Ma quỷ đem ngài lên cho xem mọi nước thế gian trong giây phút và nói rằng ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó vì đã giao cho ta hết. Ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. Đây là cơn cám dỗ mà chúng ta phải cực kỳ quan trọng. Và tôi thấy ngày nay nó xảy ra quá nhiều trong những ngày sau rốt này. Đó là gì anh em? Ma quỷ đem Chúa Giêsu lên núi phải không ạ? Núi rất cao. Trong giây lát thôi, trong thoáng chốc nó cho Chúa Giêsu thấy, nhìn thấy tất cả các nước thế gian này phải không ạ? Amen. Sự giàu có, sự vinh hiển, quyền lực phải không ạ? Có phải không anh em? Và nói với Chúa Giêsu một điều. Nó nói với Chúa Giêsu một điều rằng ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép. Anh thấy không ạ? Như khi đã tôi nói nè, được đầy dạy thánh linh, được sức giàu và có quyền phép, ba lĩnh vực này khác nhau. Amen. Amen không ạ? Bây giờ chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu mới đầy dạy Đức Thánh Linh. Hãy nhớ điều này. Hãy nhớ điều này. Và nó biết Chúa Giêsu đang cần quyền phép. Đúng không? Đúng không? Hãy tập trung điều này. Có nhiều người ngày hôm nay rất thích quyền phép. Ở tại một miền trên đất nước Việt Nam mình, tôi được biết có một cậu thanh niên rất thích phép lạ, rất thích đuổi quỷ, rất thích những buổi nhóm có quỷ hát lên. Và người bạn này bắt đầu vào tham dự buổi nhóm với một người nữ, tôi xin giấu tên, ở bên Mỹ. Bạn có biết gì không? Bên đó người ta nhóm ma quỷ ấy thì quỷ là nhập vào cái người thanh niên này. Và tôi được cậu học trò báo cho tôi biết, bố ơi, cầu nguyện cho con người này. Và anh em, quyền phép của chúng ta là phải quyền phép đến từ chữ thánh. Anh em có tin rằng ma quỷ phép lạ được không vậy? Hello? Tôi nghe anh em amen giống như kiểu như là ma quỷ tên ta, tao chỉ tin mày 50-50 thôi, có nghĩa là mày có mà mày không có. Thế tôi hỏi lại nha. Mấy người tin rằng ma quỷ có làm phép lạ nào? Rất nhiều người riêng tại Việt Nam này cực kỳ nguy hiểm luôn. Cực kỳ nguy hiểm luôn. Họ rất là khoái phép lạ. Cái chuyện mà mình ao ước hội thánh địa phương có phép lạ thì chúng ta phải ao ước mình thắng sự cám dỗ trước đã. Amen. Mình thắng sự thử thách trước đã cho tất cả chị. Amen. Và mình ao ước có sự hiện của Chúa. Đâu có Chúa, ở đó có phép lạ xảy ra. Mà phép lạ là phép lạ thánh khiết. Như đợt vừa học rồi, chúng ta học về quyền năng lời Đức Chúa Trời. Ma quỷ thì nó chỉ thay đổi từ cái tốt ra cái xấu. Amen. Và nó không thay đổi chiều ngược lại được. Nó không thể nào làm xấu trở nên tốt. Amen. Còn ba ngôi Thiên Chúa của mình thì thay đổi theo chiều ngược lại của nó. Đó là xấu trở nên tốt. Hallelujah. Nghiện ngập trở nên được tái sinh. Trộm cướp trở thành những nhân chứng của chữ thiện. Amen. 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 Vâng 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 vâng. Anh em, ma quỷ tinh quay. Nó thua Chúa Giêsu trận đầu tiên. Bây giờ nó đến với Chúa Giêsu và nó nói: ta chỉ cho ngươi hết, ta sẽ cho ngươi quyền phép, ta sẽ cho ngươi vinh hiển. Amen. Vinh hiển là gì anh em? Vinh hiển nó lên được nhiều người tôn cao phải không? Có phải không? Anh em, rất nhiều người nay tìm kiếm sự vinh hiển của con người. Trong chức vụ của Chúa Giêsu, ngài đã từng nói gì? Các ngươi tìm kiếm vinh hiển lẫn nhau. Amen. Amen. Mình tìm kiếm vinh hiển với nhau. Có nhiều người tôi nói em, tôi giữ mình ở cái chỗ đó, tôi chỉ muốn là tôi phải càng bị hạ xuống để Chúa được dấy lên.
Nhưng thật đáng buồn tai hội thánh của Chúa tại Việt Nam này có quá nhiều người họ cực kỳ nguy hiểm. Họ dấy mình lên. Và ma quỷ, con quỷ cấm dỗ nói Chúa Jesus là ta sẽ cho ngươi quyền phép, ta sẽ cho ngươi vinh hiển, amen. Mà ngươi mới vừa thấy đó, amen. Chúng ta biết rằng những ca sĩ nhạc rock, anh biết tại sao họ nổi tiếng như vậy không? Không phải bỗng dưng đâu. Họ đã đi đến một cái nơi thờ lại Satan. Anh biết Satan, trước khi nó trở thành Satan, nó là kẻ hướng dẫn thờ phượng trong thiên đàng không vậy? Hả? Trên dầu bị đuổi ra, thì nó không còn hát nhạc thánh nữa, nó chuyển qua nhạc đời. Anh em phải biết cho nên nó có nghệ thuật rock, rap phải không ạ? À? Hard rock phải không ạ? À? Chơi nhạc mà chúng ta thấy là họ chơi nhạc mà những người ủng hộ họ uống rượu rồi đó. Hoặc là trong người họ có chất ma túy rồi. Thì xin lỗi anh em, những cô gái không biết xấu hổ gì cả, họ có thể cởi áo ra phải không ạ? À? Có phải không ạ? À? Những chàng trai cũng chẳng biết xấu hổ gì cả phải không ạ? À? Họ có thể trân trôn mà ủng hộ cái idol của họ trên sân khấu đó. Hàng chục ngàn người anh em. Không phải những ca sĩ đó trở thành những người nổi tiếng đâu. Nhưng mà cái nổi tiếng hoặc vinh hiển đó là vinh hiển của Mão Triều Thiền hay hừ nát. Còn vinh hiển mà tôi và anh em và hội thánh đang tìm, đang khát khao, đó là vinh hiển không hề hừ nát, amen. Đó là sự vinh quang của Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng ta. Hallelujah. Anh em ơi, đừng đi tìm kiếm vinh hiển cho mình, đừng đi tìm kiếm người ủng hộ mình. Chúa Giêsu sao cái chữa lành người khác? Chúa Giêsu chẳng bao giờ nói rằng là nhớ nha, nhờ ta đó mà con được chữa lành. Cho nên bây giờ con phải đi nói cho mọi người biết rằng ta đã chữa lành con nha. Không. Sau khi Chúa Giêsu chữa lành, Chúa Giêsu đều nói một câu: đức tin của con đã chữa lành con. Chúa Giêsu không giành vinh hiển, amen. Amen. Đến mức đoàn dân đông bốn bầu, Chúa Giêsu làm vua phải không ạ? Hả? Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu nói đúng rồi, các con làm cái điều chứ ta mong đợi lâu này. Bây giờ hãy nói đi, muộn thâu vậy hả? Có phải như vậy không? Không. Chúa Giêsu bỏ trốn, amen. Chúa Giêsu chạy trốn mất. Bởi vì Ngài đâu có cần vua trần gian này. Bởi vì Ngài mặc định Ngài là vua của thiên đàng trên đất. Hallelujah. Anh em, nó đòi hỏi Chúa Giêsu một điều kiện. Nếu ngươi quỳ xuống, nếu ngươi sắp mình xuống, thì mọi điều mà ngươi vừa mới thấy đó thuộc về ngươi hoàn toàn. Anh em, như điều khi nãy tôi nói, đây là điều mà chúng ta cần cầu nguyện buổi sáng nay cho chính mình, cho gia đình của chúng ta, cho hội thánh của Chúa. Nó riêng ở tại đây, hội thánh của Chúa tại Việt Nam, hội thánh của Chúa tại toàn cầu. Đó là gì anh em biết không? Đó là ma quỷ cám dỗ về sự thờ lại, tôn thờ vật chất, tôn thờ quyền lực, tôn thờ sự vinh hiển đến từ con người hơn là tôn thờ Đức Chúa Trời. Amen. 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 Và anh em, Kinh Thánh Phaolô ông nói gì ở chỗ này? Ông nói trong Timôthê nhất đoạn 6 câu thứ 3, ông nói gì ạ? Đoạn 6 câu 8 câu 10 tôi xin đọc. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng, còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong chiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Anh em, trong câu 9 có một cái câu mà tôi nghĩ anh em vừa nghe tôi đọc xong. Ngã hay là sa ngã trong nhiều sự tham muốn, có lý hay là vô lý ạ? Bản thân của anh em nói là vô lý hay là có lý? Anh em biết không? Sa ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia. Anh em thấy không? Có nhiều anh em té ngã mà chúng ta nói sao con người này con không bao giờ nghĩ như vậy. Amen. Có phải không ạ? Không bao giờ mình nghĩ cái người mà Chúa kia bị như vậy. Có phải không ạ? Đôi khi vợ của mình nói gì? Con không bao giờ con nghĩ chồng của con như vậy. Rồi chồng của mình nói gì? Con chẳng bao giờ nghĩ vợ của con như vậy hết. Đúng là vô lý đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì chúng ta đã tôn thờ thế giới vật chất. Bao nhiêu người amen rằng thời đại chúng tôi và đang sống là thời đại mà vật chất được tôn lên làm chủ nghĩa. Anh em thấy không? Kinh khủng luôn. Tôi nói anh em là khủng khiếp luôn. Chúng ta đi vào thăm nhà nào, tôi thì khác. Tôi đi vào thăm nhà con cá chuối, tôi đi thẳng xuống bếp, tôi dở cái nồi cơm coi thử họ có cơm họ ăn không.
Nhưng có nhiều người thì vào bắt đầu khen, ô, cái bộ ghế sofa này bằng gỗ mua ở đâu vậy? Ồ, cái tivi màn hình LED, màn hình cong này mua ở đâu vậy? Và anh em thấy gì không? Thời đại công nghệ phải không? Có phải không? Chúng ta thấy mình sống lệ thuộc công nghệ chưa? Amen. Chúng ta lệ thuộc mất rồi. Anh em, chúng ta lệ thuộc nó mà chúng ta không hề ai biết. Rất vô lý. Nếu chúng ta để tôi ví dụ này. Buổi sáng nay nếu Chúa cho cúp điện, thì bao nhiêu người sẽ hướng dẫn mà không cần nhìn vào bài hát? Rồi bao nhiêu người con cái Chúa đứng ở dưới này sẽ hát mà không cần nhìn PowerPoint? Mà chúng ta thuộc. Tôi thiết nghĩ rằng chưa được 1/3 phòng nhóm này đâu. Có phải không? Có phải không? Và bắt đầu người hướng dẫn gì? Ồ, khó chịu ghê, cúp điện chi. Không, bạn gái mình không nghe tiếng đờn của mình. Để rồi vô thả ba trái tim. Nếu như Hòa này mình mà share cái clip nào mà Hòa hướng dẫn thờ phượng thì bố biết ngay cái người vào comment đầu tiên là ba trái tim, bốn trái tim. Ồ, rồi không có điện, không có livestream được. Chúng thấy rõ mình lệ thuộc nó chưa? Và tôi nói đây mà hãy chấm dứt điều này bằng cách sẵn sàng cho sự thờ phượng không có điện, amen. Sẵn sàng cho buổi thờ phượng không cần livestream, amen. Sẵn sàng hát không có quạt, amen. Tại cái phòng nhóm này, Chúa Hai Mắt biết rất rõ phòng nhóm, Châu Tuấn biết rất rõ phòng nhóm này. 20 mấy năm về trước không có điện, không có đèn gạch men này. Nhưng mà chúng tôi chỉ có tấm lòng và Đức Thánh Linh, amen. Chỉ một ban đêm, chỉ một cái bóng tiếp ba tấc sai bình ác quy, nhưng mà những buổi nhóm đều ngập tràn sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh, amen. Lúc đó chưa có ghế, bao nhiêu người thừa nhận đôi khi ta cũng lệ thuộc cái ghế này nữa. Chúng ta muốn nhảy thì đụng ghế, amen. Chúng ta bị lệ thuộc nó. Anh em, chúng ta hãy cầu nguyện, vì nếu ta không cẩn thận thì Satan nói với Chúa Giêsu, nó chỉ yêu cầu một điều, nó không đòi là ngươi đưa tiền ra đây, ta sẽ bán cho ngươi sự quyền phép vinh hiển và mọi điều ngươi vừa thấy, 100 tỷ. Nó không đòi hỏi gì đó, em ấy. Nó chỉ đòi hỏi một điều rất khắc nghiệt như này: ngươi chỉ cần sập mình xuống thôi. Không phải không? Sập mình xuống. Anh em có biết rằng ngày hôm nay có nhiều con cái của Chúa đã sập mình xuống tiền bạc không? Hello? Bao nhiêu người thừa nhận rằng mình sắp mình xuống chủ nghĩa vật chất không? Bao nhiêu người thừa nhận rằng mình cũng đã cúi đầu xuống trước những con người có tiền bạc không? Để mình tìm kiếm cái quỳ lụy, mình tìm kiếm sự thương xót từ con người không? Nếu là vậy, chúng ta không phải là con cái của Đức Chúa Trời, amen. Hỡi hội thánh của Chúa, được mua trong huyết của Ngài. Chúa Giêsu đầy dạy Thánh Linh không có nghĩa là chấm hết, nhưng sau đó Ngài được thử nghiệm, amen, để coi thử Ngài có vâng lời Đức Chúa Cha không, đẹp lòng ta mọi đường không, amen. Đối diện với cái bánh, Ngài đẹp lòng Đức Chúa Cha, amen. Ngài không vì cái bánh, amen. Đối diện với quyền phép vinh hiển của thế giới này, ai không có, những tay nhặt rốc đều cúi đầu trước những pho tượng để coi đó. Chúng ta biết ở Thái Lan có những cái nơi mà thờ cho những cô gái điếm luôn, để vào đó cúng lại nó, để gì? Để nó cho cái sắc diện, để cho nó cái lời nói hấp dẫn, để thu hút những thằng đàn ông không? Bạn ta biết ở tại Thái Lan có nơi để thờ phượng mà gọi là cái bang không, là cho những người đi ăn xin không? Thái Lan rồi có những cái đình miễu cho những người đồng tính không? Tôi biết ghê khớm lắm. Và quyền lực tối tăm nó qua mình đó, nó thờ, nó lại, nó sắp mình để nó có quyền phép, phải không ạ? Nó có quyền lực. Còn chúng ta biết vua vinh hiển là Giêsu, biết vua thiên đàng của chúng ta, danh của Ngài là Yahweh Elohim, đấng sáng tạo, đấng vĩ đại, amen. Đôi khi chúng ta không có sắp mình. Ở đây sắp mình cũng khó. Tôi quỳ gối xuống. Khi tôi đứng lên tôi nói: Chúa, để con mở mắt lại, có ai quỳ giống con không?
Tôi liếc mắt bên này, tôi thấy dọc bên này đứng hết trơn. À, Chúa nói, con thấy đó, để con phải giảng sứ điệp này. Đôi khi á, chúng ta không chịu sắp mình xuống trước sự nghiệp của Chúa, mà chúng ta rất dễ dàng sắp mình xuống một điều rất là nhỏ nhoi của trần gian này. Anh em hãy cầu cho chính mình về điều này. Amen. Anh em đừng tôn thờ chủ nghĩa vật chất. Amen. Amen. Đừng tôn thờ chủ nghĩa ma môn tiền bạc. Đừng tôn thờ về sự sang trọng. Đừng tôn thờ về sự vinh hiển của con người. Amen. Đừng tìm kiếm sự khen ngợi của con người cho chính mình. Amen. Amen. Đừng tìm kiếm sự tung hô của con người dành cho chính mình nữa. Hãy tìm tất cả mọi sự đẹp đẽ để dâng lên cho vinh quang của Đức Chúa Trời. Như bài hát, vàng có nghĩa gì, bạc có nghĩa chi. Amen. Sẽ không bao giờ đánh mất Ngài nữa. Điều thứ ba là điều cuối cùng mà chúng ta học sáng hôm nay. Chúng ta thấy gì điều thứ ba? Đến câu 9. Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Jerusalem để Ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy giơ mình xuống đi, vì có chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi vấp chân nhầm hòn đá nào chăng. Anh em để giùm tôi, nó đưa Chúa Jesus lên cái nóc nào vậy anh em? Hả? Đền thờ Jerusalem. Anh em thấy đây là một điều mà Chúa nói với tôi sau này. Chúa nói con nhìn đi, nó không cám dỗ Chúa Giêsu bằng cái bánh nữa, bằng thế gian nữa. Amen. Nó mà đưa Chúa Giêsu lên nóc đền thờ Jerusalem là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời, đúng không? Anh em tập trung vào điều này. Những ai đang hầu việc Chúa cần lắng nghe sứ điệp này. Những ai khát vọng trở thành người phục vụ Chúa hãy nghe sứ điệp này. Anh em, nơi nhà thờ, nơi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, nơi chúng ta làm quản nhiệm, nơi chúng ta làm lãnh đạo, nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta rơi vào tình trạng kiêu ngạo thuộc linh này. Amen. Amen. Và chúng ta cứ thử Chúa. Bên người ở đây đã từng nghe đã có nhiều người xây phòng nhóm và họ mượn tiền ngân hàng. Tôi thường hỏi chứ, đã có tiền chưa? Họ nói gì? Dạ, em có mượn ngân hàng rồi. Tôi lúc sao không cầu nguyện bước đi bộ đức tin mà mượn ngân hàng? Họ nói gì? Thì cứ mượn ngân hàng đi, sau này Chúa cho có tiền rồi trả. Anh em mới nghe qua thì là đúng, đúng không ạ? Nhưng mà anh em nghĩ sâu đi, đó là cái vấn đề thử Chúa. Không phải không ạ? À, ma quỷ nói gì? Hãy gieo mình xuống đi. Và trưng dẫn cái thánh như có lời chép rằng, có thiên sứ bảo vệ chân của người. À, chân người vấp nhầm hòn đá chẳng không có gì đâu. Tại bé, không sao đâu, nhảy đi. Nhưng Chúa Giêsu nói gì? Chúa Giêsu nói gì anh em? Câu 12, Đức Chúa Giêsu đáp, có phán rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Bao nhiêu người ở đây thừa nhận rằng chúng ta đã từng thử Chúa rồi nào? Anh em, bắt đầu từ ngày hôm nay đừng thử Ngài nữa. Amen. Amen. Ồ, bây giờ mình đám cưới đi, mình mượn tiền bạn này bạn kia, mình tổ chức đám cưới xong rồi cái Chúa cho mình có tiền mình trả lại. Anh em, đó không phải là đến từ Chúa, mà đến từ cái tấm lòng của chúng ta mắc mưu mắc quỷ. Đó là chúng ta thử Chúa, phải không ạ? Amen. Có một điều trong Kinh Thánh Chúa muốn ta thử Ngài, đó này biết là thử gì không? Thử dâng hiến 1/10 thôi. À, anh em, Chúa chỉ thử chúng ta dâng hiến 1/10, 100.000 có 10.000, 10.000 có dân có 1.000, có phải không? À, 100.000 dân 10.000 còn được, 1.000.000 dân 1.000.000 là bắt đầu, 1.000.000 dân 110.000.000 dân 1.000.000 là bắt đầu, phải không ạ? Có phải không ạ? À, 1.000.000 này mình mua được cái chảo không dính rồi, đến 20.000.000 dân 2.000.000, à, không được. Cái này là mình mua được chiếc nhẫn mình đeo rồi. Hay là cái này là mình ăn được bữa lẩu cả gia đình của mình rồi anh em. Chúng ta rớt vào bẫy của nó hết. Chúng ta rớt vào bẫy của nó hết. Hỡi hội thánh của Chúa, ngày nay nó thử rất nhiều tôi tớ của Chúa. Amen. Nó thử rất nhiều tôi tớ của Chúa. Hãy nhảy xuống đi. Không sao đâu, vì có thiên sứ gìn giữ chân ngươi mà. Ồ, hãy mượn tiền đi, vì Chúa của ngươi là thành tín mà, xin thì cho. À, không sao đâu. Và cuối cùng anh em biết gì không? Chúng ta đã vâng lời nó. Chúng ta không vâng lời ma quỷ, chúng ta khác Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã vâng lời Đức Chúa Cha trong mọi đường, trong mọi sự cám dỗ, trong mọi sự thử thách. Amen. Ngài đều nói rằng có lời trên răng. Amen.
Amen. Có lời chép rằng có lời gì? Đức Chúa Cha đã dạy Ngài như vậy. Cho tôi nghe chờ amen. Ngài không tuấn dẫn lời của Ngài, mà Ngài nói rằng như có lời chép rằng. Amen. Hallelujah. Anh em, khi ta đối diện với sự cám dỗ, chúng ta hãy dùng cái lời của mình. Buồn ngủ gặp chim anh. Mình mới nghĩ thôi mà, tự nhiên bây giờ nó xuất hiện rồi. Tao mới nghĩ là mày đâu lâu này không thấy, mà bây giờ mới nghĩ lúc đầu, tự nhiên mày xuất hiện ở đây. Mày đến nhà tao có gì không? Tao mới đi ca về, đến gặp mày. Đi, đặt lưỡi cái đi mà. Sao đâu? Làm ngao đi có sao đâu? Làm bi đi có sao đâu? Hút hơi có sao đâu? Anh em, và cuối cùng chúng ta đã rất vào cái bài là chúng ta thử Chúa. Tôi có cậu học trò mà Châu Tuấn biết. Anh biết gì không? Ở đây xong về, về bỏ về đó. Cái thì tôi mới gọi điện thoại người cha. Tôi nói cho tôi gặp cậu học trò đó. Xong rồi tôi khuyên người đó, tôi nói con coi ấy quay trở lại đi, đừng có để mà lún sâu vào là con chết đó. Người đó nói tôi gì? Bố coi thường con quá. Con phải giống như mấy cái thằng ở trung tâm ở đâu. Con về con chứng tỏ cho bố biết con là ai. Nghe đã không? Nghe đức tin khiến cả núi dời luôn phải không? Nghe đã lắm. Và người ta biết gì? Con nói cho bố biết ngày mai con sẽ ra cái chỗ bán ma túy đó. Con ngồi đó con đọc kinh thánh cho bố coi là con thắng ma túy như thế nào. Và khi ra ngoài đó thì những anh em bỏ cuộc về gọi cho tôi nói: Thầy thầy bố ơi, bố sao cái đứa này ra ngồi chỗ đó đọc kinh thánh? Tôi nói bố đã khuyên nó rồi mà không nghe đó con. Nó nói rằng là nó sẽ bày tỏ nó đắc thắng ma túy. Và cuối cùng mình làm cái gì? Ngay chiều hôm đó, mấy đứa, những đứa khác gọi gì? Bố ơi bố, bây giờ nó hết đọc kinh thánh rồi, bây giờ nó mua vô đó, trong động mua hàng chơi luôn rồi. Anh em thấy không? Anh em thấy không? Chúng ta phải biết mình là ai. Amen. Amen. Chúng ta biết Chúa Giêsu là ai, chúng ta biết Đức Thánh Linh là ai, và chúng ta cũng phải biết Satan là ai nữa. Amen. Nó là kẻ cám dỗ. Hallelujah. Cho nên anh em, ba sự cám dỗ này trong chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đức Thánh Linh muốn dạy tôi và anh em một bài học, đó là đừng xem thường Đức Thánh Linh nữa. Vì Ngài sai đến để dẫn dắt chúng ta. Amen. Ngài được sai đến để dạy dỗ chúng ta mọi sự. Amen. Ngài dạy chúng ta đối diện với sự cám dỗ và thắng sự cám dỗ. Cho tôi nghe chữ amen. Trước đây khi tôi tập tành sợ về Chúa vậy, tôi đã có những lần rớt vào bẫy của sự cám dỗ. Nhưng sau đó khi tôi bắt đầu cầu nguyện với Chúa, con muốn giống Chúa Giêsu, xin cho con thắng sự cám dỗ này. Và thật, Chúa Giêsu đã giúp tôi thắng sự cám dỗ. Amen. Và câu đó ở đâu chép ạ? Câu đó ở trong, chúng ta cùng nhau giữ Hebrew đoạn 2 câu 18. Vả vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Anh em, đây là một câu thánh yên ủi tôi vô cùng. Hallelujah. Bao nhiêu người thừa nhận rằng đã rất nhiều lần chúng ta thất bại trước những sự cám dỗ. Cám dỗ trong tư tưởng luôn, chứ chưa nói là chúng ta phạm tội bằng hành vi đó nha. Chúng ta có sự cám dỗ trong tư tưởng. Amen. Amen. Nhưng đến ngày hôm nay anh biết gì không? Có những sự cám dỗ đến tư tưởng tôi cần lắc đầu và tôi nói gì? Tao không thuộc về mày nữa, bởi vì tao thuộc về Đức Thánh Linh. Amen. Và tôi thắng một cách rất là dễ dàng. Amen. Trước đây nó cứ quẩn quẩn trong cái đầu của tôi. Nó làm tôi phải khó chịu và cứ suy nghĩ. Nhưng khi tôi bắt đầu nhờ cậy Chúa Giêsu, thánh thần của Hebrew đoạn 2 câu 18, thì Chúa Giêsu đã giúp tôi đắc thắng những sự cám dỗ. Hallelujah. Amen. Amen. Và điều thứ hai, một câu hỏi được đặt ra trong lúc này. Anh em hãy nghe câu hỏi này cẩn thận nha. Theo anh em, nếu Đức Thánh Linh đưa Chúa Giêsu vào đồng vắng chịu cám dỗ mà Chúa Giêsu không quyết định kiêng ăn 40 ngày, thì theo anh em Chúa Giêsu thắng 3 lần cám dỗ này không? Hãy suy nghĩ rồi trả lời. Tôi lặp lại câu hỏi. Chúa Giêsu được Đức Thánh Linh dẫn dắt vào đồng vắng chịu cám dỗ phải không ạ? Nếu hôm đó Chúa Giêsu không kiêng ăn 40 ngày thì Chúa có thắng được 3 lần cám dỗ này không? Bao nhiêu người nói không? Đúng rồi anh em. Vì cái đó mà Chúa Giêsu biết, bởi vì Ngài ở trong cái bối cảnh đó. Amen. Cho nên Ngài khuyên chúng ta trong phúc âm Luca đoạn, xin lỗi, Matthew đoạn 14 câu 38. Matthew đoạn 14 câu 38 lời Chúa phán rằng: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Anh em thấy không ạ? Chúa Giêsu khuyên này: Hãy tỉnh thức
và cầu nguyện. Amen. Để làm gì ạ? Để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Để các con khỏi xa vào trước mưu, trước thử thách. Amen. Của Satan, của ma quỷ. Cho tôi nghe chưa? Amen. Và Chúa báo luôn, tâm thần thì muốn lắm, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Anh em, chúng ta cầu nguyện để tâm thần chúng ta cũng mạnh mẽ với lời Đức Chúa Trời, và xác thịt đây cũng mạnh mẽ với lời Đức Chúa Trời. Đừng để tâm thần thì muốn mà xác thịt này lại không muốn là nguy hiểm lắm. Đúng không ạ? Đúng không anh em? Cho nên anh em yêu dấu của tôi, có nhiều anh em, tôi tin rằng khi ta nghe số điệp này, chúng ta bị cao trật. Và Chúa cho tôi lắng nghe được một cái tiếng nói trong lòng của ai đó ở đây. Ước gì số điệp này giảng cách đây nhiều ngày về trước, nhiều tháng về trước, bắt đầu chúng ta cảm thấy nuối tiếc. Tại sao mình không vâng lời Đức Thánh Linh? Tại sao mình không đi trong sự đạo phục Ngài? Tại sao mình lại phạm tội khi bị cám dỗ 10 lần như một, không lần nào thắng? Và chúng ta cảm thấy cao trách. Chúa nói rằng không điều gì là quá muộn. Amen. Lời của Chúa sáng nay kéo ta trở lại, để ta biết rằng Đức Thánh Linh và sự cám dỗ có sự quan hệ với nhau. Cho tôi nghe chưa? Amen. Có nghĩa là, không có nghĩa là Đức Thánh Linh tạo ra sự cám dỗ không, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài không cám dỗ ai. Cho tôi nghe chưa? Amen. Nhưng hãy nhớ một điều, cám dỗ là một phước hạnh. Gia cơ lực Chúa nói như vậy, phước hạnh cho người nào thắng được sự cám dỗ. Amen. Amen. Anh em biết rằng khi ta đã thắng sự cám dỗ, lòng của chúng ta bắt đầu rất là có sức mạnh. Cho tôi nghe chưa? Amen. À, nếu tuần đến mà tôi có cơ hội đến đây, tôi chia sẻ thứ ba lọt bài này cho anh em thấy nó quý giá lắm, vô cùng anh em. Khi tôi kiên 40 ngày, tôi được học từ Đức Thánh Linh sứ điệp tôi đang chia sẻ cho anh em. Lúc đó chúng ta chưa có cái bàn gỗ, lúc đó tại đó là bàn đá. Và tôi ngồi đó trong buổi chiều để nhờ một học trò làm cho một ly nước giếp cá để tôi uống. Và đang lúc ngồi chờ, lúc 6 giờ tối, tôi còn nhớ, tôi còn ghi vào nhật ký thờ phượng của tôi, Đức Thánh Linh nói với tôi rằng, ta đã nhìn thấy tấm lòng của con, ta sẽ dạy cho con cái cách này. Và trong một thoáng chốc thôi anh em, đến tôi nói với Đức Thánh Linh, chờ con một chút xíu để con vào, con ghi xuống những điều Chúa dạy cho con. Anh em, Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, Ngài không cám dỗ ai, amen. Nhưng hãy nhớ, Ngài dùng sự cám dỗ để thử nghiệm ai. Ngài dùng sự thử thách để coi thử Vũ là một người thật sự là đệ tớ trung tín với Ngài không. Ngài dùng sự cám dỗ để thử Khải. Ngài dùng những lời khen tặng có thể thử Hòa. Ngài dùng những sự cám dỗ thử Huy. Ngài dùng những nghịch cảnh thử thách để thử thầy Sơn, hay thử cả chính tôi em ấy. Để gì? Để coi thử mình có phải là con của Đức Chúa Trời không. Amen. Để coi thử mình có phải là cái người vâng lời Ngài không. Amen. Hay mình chỉ vâng lời bằng mồm miệng mà mình không vâng lời bằng hành động. Chúa Giêsu đã vâng lời Đức Chúa Cha bằng hành động. Amen. Thắng sự cám dỗ 3 lần. Và chúng ta nên nhớ Kinh Thánh cuối cùng của Luca đoạn 4 câu 13. Ma quỷ lìa hay là tạm lìa Chúa Giêsu, đúng không ạ? Có nghĩa là gì? Nó chưa bỏ cuộc. Cơn cám dỗ cuối cùng đó là tại vườn Gethsemane. Amen. Amen. Ô, và Chúa Giêsu đã thắng cái ý riêng của Ngài. Lạy Cha, nếu có thể được, xin Cha cất chén đắng này khỏi con, nhưng theo ý Cha chứ không phải theo ý con. Amen. Anh em ơi, ngày hôm nay tôi và anh em rất dễ sống theo ý riêng của mình. Vì ý riêng của mình nó có trước mắt. Ý của Chúa là chữa lành chúng ta bằng đức tin, cho tôi nghe chưa? Amen. Bằng danh Chúa Giêsu. Amen. Còn ý chúng ta là mắt chúng ta thấy mà, thấy thầy thuốc, thấy pharmacy. Amen. Thấy màu ly thuốc, phải không? Và chúng ta dễ bị điều đó. Còn Chúa thì muốn ta được chữa lành bởi đức tin, đó là tin vào lời của Ngài hứa. Hallelujah. Như vậy tôi kêu gọi hội thánh của Chúa hôm nay, chúng ta xem lại những ngày qua chúng ta có được Đức Thánh Linh dẫn ta vào thử thách không? Thử thách đói kém, thử thách thiếu thốn tài chính. Amen. Amen. Thử thách nhiều nặng đề, thử thách có nhiều nghịch cảnh ở đó, thử thách có bệnh tật nữa. Và Chúa bắt đầu dồn chúng ta, xem chúng ta, coi thử chúng ta có vâng lời Đức Thánh trong giờ thử thách đó hay không. Hallelujah. Nếu chúng ta vâng lời, chúng ta sẽ được Chúa nói gì?
ngươi là con yêu dấu của ta. Nếp lòng ta rồi. Amen. Amen. Còn nếu chúng ta không vâng lời Ngài thì Chúa gọi chúng ta là kẻ bội nghịch Ngài, phải không ạ? Có phải không ạ? Mà một đứa con bội nghịch cha mẹ thì tôi tin rằng không bao giờ đứa con đó hưởng được tình yêu, hưởng được những điều lớn lao lạ lùng mà của người cha, người mẹ dành cho chúng ta. Và nghĩa thuộc linh, để chúng ta hưởng được tất cả sự đầy dạy thánh linh, sự sức giàu, quyền phép. Amen. Amen. Nó tùy thuộc chúng ta vâng lời Đức Thánh Linh trước những sự cám dỗ, trước những sự thử thách hay không. Nếu chúng ta vâng lời, chúng ta sẽ đắc thắng và Chúa sẽ sức giàu cho đầu chúng ta. Amen. Chúa nói, ta tin con. Hallelujah. Lần này ta tin con. Amen. Lần này ta tin con. Và ta sẽ cho con cái điều mà ta có. Hallelujah. Như tôi nói, điều của Chúa có là điều quý lắm anh em. Chúng ta không thể mua bằng tiền bạc. Chúng ta không mua được bất cứ bằng cái gì cả đâu. Chúng ta chỉ mua được bằng sự vâng lời đầu phục Đức Thánh Linh mà thôi. Xin Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta cùng nhau đến với Chúa và cầu nguyện. Mỗi chúng ta cùng nhau đến với Chúa và cầu nguyện. Như tôi đã nói, Đức Thánh cho phép những sự cám dỗ hay thử thách xảy ra với một mục đích, đó là để thử nghiệm chúng ta, xem thử chúng ta có chịu đi theo hay là vâng lời đồng phục lời của Ngài không. Anh em ơi, hãy cầu nguyện để sau những lần mà chúng ta đầy dạy Đức Linh, hãy nhớ rằng chưa hết. Đầy dạy Đức Linh chưa hết. Đầy dạy Đức Linh đó không phải là công việc kết thúc cuộc đời của tôi và anh em. Nhưng sau khi đầy dạy Đức Linh, chúng ta còn phải vâng lời Chúa trong mọi sự thử thách. Chúng ta còn phải đầu phục thẩm quyền của Thánh Linh trong mọi tư dục của xác thịt, trước những sự cám dỗ, trước những sự thách, trước những điều mà chúng ta được học qua lời của Chúa Sam này, qua ba cách mà ma quỷ nó cám dỗ Chúa Giêsu và ba điều Ngài toàn thắng. Ngài để lại cho những bài học thuộc linh. Hãy vâng lời Đức Chúa Trời để chứng minh rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Đừng vì miếng ăn, đừng vì cái ăn mà chúng ta rơi vào sự tham lam và bất tuân mặc lệnh của Ngài. Đừng thờ lại chủ nghĩa vật chất. Đừng tôn thờ tiền bạc hay ma môn. Đừng để vật chất lên trên. Đừng anh em. Đừng dành thời gian quá nhiều để đầu tư vào những điều mà Chúa đang thách thức tôi và anh em. Đừng tìm kiếm tiền bạc vì nó là cội rễ của mọi điều ác. Đừng tham lam. Anh em hãy nhớ rằng trước khi Chúa dùng tôi và anh em, giống như trước khi Chúa dùng Chúa Giêsu, Chúa ban quyền phép để rồi Chúa Giêsu chẳng tin lành, để rồi Chúa Giêsu mở mắt kẻ đuôi. Chúa Giêsu đi qua sự thử nghiệm với những sự cám dỗ khác nhau thì tôi và anh em không ngoại lệ. Chúng ta sẽ có những lúc Chúa thử nghiệm chúng ta, Chúa test chúng ta và coi thử chúng ta có phải là đầy tớ trung thành, coi tôi và anh em có phải là con của Ngài không, đẹp lòng Chúa mọi đường không, hay chúng ta chỉ vâng lời Chúa trong một số góc cạnh nào đó. Chúng ta chỉ vâng lời Chúa là đi nhà thờ, nhưng chúng ta không vâng lời Chúa với những tư dục xác thịt, với những công việc của xác thịt. Chúng ta không vâng lời Chúa để đầu phục Chúa, khiêm nhường, hạ mình nhiều hơn. Hãy cầu nguyện để lời của Chúa sáng nay thẩm thấu vào đời sống của tôi và anh em. Và ta hãy cầu nguyện đừng để ta rơi vào cái chức cám dỗ của ma quỷ, đó là thử Chúa. Đừng mượn tiền rồi bắt Chúa trả. Đừng vay nợ rồi bắt Chúa trả. Đừng làm bất cứ điều gì rồi chúng ta bắt đền Chúa. Đừng thử Chúa nữa. Nhưng hãy tôn trọng lời của Chúa như Đức Chúa Trời tôn trọng lời của Ngài hơn cả danh của Ngài nữa. Đừng rơi vào bẫy trước cám dỗ, thử thách của ma quỷ. Để được như vậy, chúng ta hãy đi theo dấu chân của Chúa Giêsu. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Và Chúa Giêsu nói rằng, để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ của ma quỷ. Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Chúa Giêsu đã cầu nguyện lúc Ngài bị cám dỗ. Ngài là con người thật sự. Ngài không sử dụng cái quyền của một Đức Chúa Trời. Không. Không.
Ngài sử dụng địa vị làm con của Đức Chúa Trời mà thôi. Và tôi và anh em cũng vậy, chúng ta là con của Đức Chúa Trời, hãy đi theo dấu chân của Chúa Giêsu. Hãy học tập vâng lời, dù khó thật, dù đau đớn thật, dù có nhiều khi mồ hôi mình phải vã ra, đau đớn, tổn thương, nhục nhã. Nhưng hỡi hội Thánh Chúa, hãy chọn vâng lời Đức Thánh Linh trước những điều thử nghiệm của Ngài, để Chúa dùng chúng ta cho cánh đồng linh hồn tội nhân Việt Nam trên đất nước này một cách lớn hơn, trên cộng đồng chúng ta đang sống một cách lớn hơn. Amen. Hallelujah. Sokora makata. Shikera bakato kosora. Samakato kosata kata. Sabato kosete kete kete. Osamato kosanda kata kata. Hallelujah koto kosata kata. Ôi mi kishe kata. Xin chạm đến anh em của chúng con, Chúa ơi. Xin nhắc nhở chúng con về lời của ngày hôm nay, Chúa giáo của chúng con. Hallelujah kora makata ka. Sokora makato kosata ka. Sokato kosaba kasa ka. Chúa ơi, không phải chúng con đi nhà thờ để rồi chúng con được phước hay may mắn gì đó. Chúa ơi, nhưng ta chúng con tiến thêm một bước xa hơn. Đó là sự vâng lời Đức Thánh Linh. Để chúng con thấm Chúa Giêsu là Thầy của chúng con, là Cứu Chúa của chúng con. Đẹp lòng Đức Chúa Cha mọi đường, mọi lúc, mọi nơi, mọi chốn, mọi thời gian chủ yếu của chúng con. Chúa ơi, xin cho chúng con ở đây, chúng con bày tỏ sự kính sợ Chúa thế nào. Thì cho chúng con tạm rời buổi thờ phượng này, chúng con trở về với thế gian, với cộng đồng. Chúng con vẫn là con người đẹp lòng Chúa mọi đường, đẹp lòng Chúa trong lời nói, đẹp lòng Chúa trong hành vi, đẹp lòng Chúa trong suy nghĩ, trong tư tưởng, trong sự nghe của chúng con ở Chúa, và trong những quyết định của chúng con. Chúa xin cứu con ra khỏi những sự cám dỗ. Và Chúa Giêsu, Ngài biết sự cám dỗ này rất là kinh khiếp, cho trong bài cầu nguyện Ngài dạy chúng con rằng xin Chúa chớ để cho con bị cám dỗ. Do vậy chúng con vẫn tin rằng trước khi Chúa dùng chúng con, thì qua sự thử nghiệm với những thử thách, sự cám dỗ, khi Ngài nhìn thấy con nhờ cậy Chúa và con đắc thắng, Chúa sẽ bắt đầu tin dùng chúng con cho sự sức giàu lớn hơn, cho quyền phép lớn hơn, cho sự đại diện thánh linh của Chúa tuôn đổ hơn, và chúng con trở thành những đền thờ lòng tuôn đổ dòng sông sự sống cho đến đời đời Chúa yêu của chúng con. Hỡi Chúa, xin chạm đến chúng con, xin chạm đến chúng con, xin chạm đến chúng con giờ này, Chúa ơi. Ngài biết trong chúng con có những điểm yếu khác nhau. Ngài biết trong chúng con có những cái cơn đói khác nhau. Nhưng trên tất cả mọi điều, xin cho chúng con cẩn thận những cơn đói về tư dục của xác thịt, nhưng làm cho chúng con đói khát Ngài nhiều hơn, Chúa ơi. Và xin đừng để chúng con đánh đổ địa vị làm con của Chúa Trời, lấy bất cứ một điều gì trong trần gian này. Không một điều gì trong trần gian này có thể xứng đáng với địa vị làm con của Chúa Trời mà Ngài ban cho con, cho anh em của con ở Chúa. Hỡi Chúa, xin xin tác động, xin dùng lời của Chúa để phá vỡ tất cả những sợ hãi, dùng lời của Chúa Trời sai bay đập vỡ và phá vỡ tất cả những điều rụt rè trong chúng con, những điều sợ hãi trong sự cám dỗ. Chúa ơi, Ngài làm cho Chúa Giêsu được, Ngài cũng làm cho con được, thì xin hãy làm cho anh em của chúng con hôm nay, hỡi Chúa. Vì Chúa Giêsu đã đắc thắng sự cám dỗ, cho nên Ngài cũng biết cứu chữa cho những kẻ cám dỗ vậy. Lại được Chúa Trời toàn năng của con, xin tác động, hỡi Chúa. Con tạ ơn Ngài, tạ ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.